Cô bán trong chợ luôn á cô hả? Bán tại chợ luôn. Dạ. Đặc biệt ở đây thì bán trong khìa nóng tại chỗ luôn này. Món này hả? Bố nó không biết ăn món này, lên hỏi này nó không biết. Dạ, nhưng mà người ta khìa kiểu khác. Bố đang quay. Dạ, có, cũng còn có khìa mà khìa nước dừa. Đó, nước dừa nè. Chấm này đẹp nè. Thơm quá trời hả? Ờ, cái này bò tỏi phi rồi vô thơm. Thơm lừng luôn à. Cũng có mỏm, cũng có người lại chụp quay lên như thế. Dạ. Cô bán nguyên một khay thịt vịt luôn á nha. Vịt luôn. Cô mấy giờ cô ra bán cô? 1 giờ là giòn ra bán. Quanh này như vậy? Rồi. 200 là hai hộp đó đó à cô hả? Dạ. Ở đây là có đầu cổ cánh đầy đủ hết, có ruột luôn, có thêm thịt luôn, mình thích ăn cái gì thì mình gọi món đó. Có nước chấm, có đồ chua đầy đủ à cô? Đầy đủ chứ. Dạ. Đó, đây là chân, cánh, đồ lòng. Cô, chân này chân gà mà đúng không? Dạ, chân vịt bên kia kìa. Nhỏ mua 12, 10 ngàn. Cái đầu chân vịt bên kia là đồ lòng. Đồ vịt 20 ngàn cái. Dạ. Chắc là 4 đi, cái 5 ngàn. 4 ăn cắm bán hả? Cái này kia tài trộn luôn đó hả cô hả? Cho nó nóng hổi luôn nè. Chiên rồi kìa. Dạ. Bán đồ 5 ngàn hoài rồi, chứ nữa mới bắt hết trơn á. Cái này một phần thì cũng hơi công phu á, làm thì phải làm lại cho nó nóng nè. Thơm lắm luôn á. Vậy là nước nhiều rồi thì nó phải thơm rồi. Dạ. À, quay đi, nó quay đi. Cái đó là tỏi phi đó đúng không cô? Có mấy lần nha. Đi vô cái mặt của bà, bà nó mới làm tốt hơn nữa. Đừng có ở đạo đâu quay. Đủ chưa? Đủ chưa? Cô bán món này được lâu chưa? Lâu rồi, mấy ngày tới hồi lúc 14 tuổi tới giờ. Giờ chắc năm mấy rồi quá à? 52 tuổi rồi. Dạ. Là 40 năm rồi đó, gần 40 năm rồi đó. 40 năm chứ nghĩ cũng 10 năm. Dạ. Bán rẻ quá trúng nè. Dạ. Trúng nợ 10 năm. Có luôn hả? Nghị 10 năm. Dạ. Thì cô bán trong chợ đó kìa. 5 năm ở đạo 10 năm. Dạ. Ngày bán mấy chục con à trời. Bán mấy chục con cô? Ngày bán 20 con à. Ồ vậy cũng nhiều chứ. Ngày bán 20-30 vịt là nhiều á. Đấy, có chặt sẵn như vậy nè. Ví dụ khách tới mình thích ăn đùi thì mình lấy đùi, mình thích phần ức thì mình lấy ức.
thì cô chặt nhỏ nó ra rồi bắt đầu kìa lại qua với cái thau nước dừa bên đó với dầu mỡ bên đó cho nó nóng. Cô bán đối diện cái tiệm vàng này nè cả nhà, tiệm vàng Kim Sen này nè, đường Điện Biên Phủ, phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá, Kiên Giang. Hôm nay Thảo xuống tới Rạch Giá, Kiên Giang luôn á, đi rất là xa á. Dạ. Đông lắm, 5 giờ chiều đông lắm, tại đi chợ á. Dạ, vậy thôi thì chiều chiều ghé qua thử. Rồi lên luôn, lên YouTube luôn, lên YouTube. YouTube luôn. Dạ. Cho hai cái cảnh luôn á. Nợ nó dí tôi cái gì vậy? Nhìn tôi làm sao tiền hay gì? Cũ chưa qua. Chiếc cũ qua, chỗ đẹp lắm. À cái này là cô bán, cô nói đùa hay là nói thật vậy? Vậy. Trời ơi, tôi nói thật chứ, nói thật. Vậy á hả? Đây nè, chồng này bán ở giờ rồi. Dạ. Gia đình là bán này mà. Dạ. Bà già nó chết rồi, mấy năm rồi nó chết rồi. Giờ nói con lên bán. Bán là gần 40 năm luôn rồi á, vậy là lâu đời dữ. Chứ có nghề mở qua, có nghề thứ hai đó. Dạ. Có nghề mở qua. Nghề gia truyền mà. Bán lấy tiền ông thử vô quay luôn đi. Dạ. À, hồi nãy cô nói một cái gốc tư đù như vậy là 60 ngàn hả cô? Hoặc là 70. À, tùy theo. 70. Dạ, tùy theo loại. 60 hoặc 70 là hai cái đùi là có 120, một con vịt là có 240 là phần rẻ. Dạ. Ba cái mấy 4 kg luôn không? Dạ. Vô gì hai bếp. Cánh này hai cái 25, giờ này 4 cái 10 ngàn. Cái này 20, cái này 3 cái 10 ngàn. Cô giới thiệu lại giá cái là cô cái này 70, bự vịt ra vừa vừa 60. Đùi á hả? Một miếng đùi. Cái này á. Miếng cánh còn dày á hả? Cánh thì hai cái 25 ngàn. Dạ. Miếng còn ớt, cái đó miếng ớt. Còn miếng ớt. Ớt vịt 60. Ớt là 60. Để em xíu. Cái gì? Miếng hết rồi còn bùi cái này nè, 100 gram 20. Anh YouTube á. Đây là cái bút chợ ngoài đó 60 quá cô. Nay dịch bự lắm, miếng dịch. Hôm nay bịt bự. Nay khỏi chê. Nghỉ hôm qua hôm nay chơi dịch bự rồi. Đi bán cái này lâu rồi. 1 giờ là cô dọn ra bán hả? Giờ. Bán đến 8 9 giờ không cô? 7 giờ rồi. Bán giờ 3 giờ là hết rồi. Bà hơi khó tính á. Dạ hơi chật. Thơm quá trời luôn, chiên lên nó thơm. Vậy mới bán được chứ bán không ngon ai mua. Dạ. Cái đó là nước dừa trong á hả cô hả? Nước dừa. Dạ. Ở đây kìa nước dừa. Kìa nước dừa. Trăm gram 20, 300 gram 50. Nếu con 20 đi. Rồi. Cô kìa nước dừa với mỡ hay là dầu vậy? Dầu. Dầu. Quá, dầu với mà nước dừa. Dạ. Thơm ơi là thơm luôn á. Đi đâu bán cũng được vô cái này. Tôi quán rồi, ở Sài Gòn đâu mà bán nữa. Món này thì về ăn lắm. Ở Quận Tư á. Đó bán nguyên chiếc xe luôn. Cô hồi cô bán Quận Tư hả? Ở Quận Tư á. Bán cầu chi á. À. Cầu chữ Y, cầu chữ Y mà sao Quận Tư được? Quận 8 chứ, bậy nó rồi. Đó, nói bậy cái là người ta biết liền à. Nó bậy Quận 8, Cầu Mập. Bán ở dân Cầu Mập á. Dạ. Cầu tổng thấy như vậy.
À đường Phạm Thế Hiển á hả? Phạm Thế Hiển ngay chỗ cây xăng. Đây hai cái là chồng cây. Đó ba bà bán đây chồng lên cô ở chồng bà bán vậy. Dạ. Giờ đây chồng chết rồi giờ đây bán. Thôi khỏi lườm lên, khỏi lườm lên, rớt con đất rồi mà lườm. Cô nói là tỏi phi này là cô cái này có để đồ làm. Bùa ở trong á. Bỏ bùa luôn hả? Bỏ bùa luôn. Bùa gì vậy? Nè tỏi có bùa nè, ăn vô ghiền luôn á. Ăn vô là ghiền, thơm quá trời thơm á. Trời ơi tỏi thơm. Dư là thẳng luôn à. Rồi đi quay. Bóc luôn mà. Bán cái lồng chiên nó xuống mua luôn. Cô nói là ngày cô bán tới 3 hoặc 40 con hả? 20 con. Vậy là con. Nhiều á. Dạ, dạ, chứ không dịch không. Dạ. Gà dịch. Cô hôm nay đâu có thấy gà đâu. Trời, bán hết rồi. Bán sớm vậy đó hả? Gà nó nay gà sớm mà, nay gà 10 rưỡi. Dạ. Thường gà tới 1 giờ nữa. Mà gà hôm nay người ta mua hết trơn luôn hả cô? Chết thì em ơi, dù mình đi em ơi. Gà bán hết rồi, có mấy gà, 5-6 gà bán hết rồi. Dạ. Ngày mình đi gà 50 con. Gà nhiều thì dịch ít, mà dịch ít thì gà nhiều. Gì 50-60 con dữ hả? Gà nó mới nhiều, gà nó rẻ. Miếng có 50 ngàn à. Hôm nay không có gà. Quay này có gì không quay vậy? Hay là giới thiệu mấy cái đồ ăn đường phố vậy đó. Chợ trong cái đạo ra nắm đồng. Đó nhờ. Nó ai? Đợi nắm đầu quay. Thế vậy? Dặn luôn hả? Dặn luôn hả má? Đúng rồi. Tao quay lên mình đâu quay lên, tao biết rồi cái món đồ này tao ăn. Chỗ đó ăn không? Có lại vừa rẻ. Bán cũng có mắc nên lại ta. Như tôi hôm đó đăng lên đó. Giờ tôi bán xè xè đó. Cái này tôi đem về làm qua cho con rồi. Đây tỏi nè, có huy nè, huy bỏ đường, bỏ đồ nem vô. Bán cái này không ngon à. Dạ. Mình tăng. Quay lại các bạn.